Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu đến với các bạn hai mẫu nồi của Toshiba. Mẫu nồi bên tay phải của các bạn đây là mẫu nồi màu đỏ. Mã nồi là RC18VRH. Thì nồi này 18 tức là nồi 1 lít 8 đấy các bạn. 1 lít 8 thì các bạn nấu được khoảng 80 ăn, tức 1 ký 8 gạo ấy. Đây là nồi cao tần hút chân không nhé các bạn. Nồi cao tần hút chân không 1 lít 8 của Toshiba. Công nghệ rất là xịn nhé các bạn, công nghệ hút chân không. Nồi này thì không bể vỡ gì nhé các bạn. Rồi, bên tay trái của các bạn là nồi cũng của Toshiba, mã nồi RC104VSS. Thì nồi này là nồi 1 lít nhé các bạn, 10 này, tức là nồi 1 lít đấy. Nồi này là nồi cao tần, áp suất hút chân không nhé các bạn, tức là công nghệ xịn nhất bây giờ luôn, là có cả áp suất và hút chân không nhé các bạn. Còn nồi này thì là cao tần hút chân không thôi. Rồi, mình đưa các bạn xem qua nhé. Cả hai nồi đều không bể vỡ gì nhé các bạn. Nồi này thì ngoại hình còn tương đối nhé các bạn. Đây, cái này thì đây các bạn xem, mặt nó có bị chảy như này nhé. Còn đây là không phải chảy đâu các bạn. Thì mình chia sẻ thêm, cũng có khách hàng góp ý kiến với mình là khi nhận nồi thì nó hôi mùi dầu gió ấy. Thì mình chia sẻ luôn là mình rửa nồi, mình vệ sinh nồi này bằng 3 thứ. Một là bằng nước ấm các bạn. Đấy, khi mà kiểu như bụi, những cái ké bụi này thì mình rửa bằng nước ấm. Còn nếu mà nó khó rửa hơn nữa thì mình dùng chai cồn 70 độ ấy các bạn. Đây chai cồn này đây, mình hay dùng chai cồn này thì nó cũng không có độc gì nhé các bạn. Rồi nếu mà cái băng keo, băng dính mà băng dính ở Nhật ấy nó rất là dày, rất là bám rất là ghê các bạn. Thì mình rửa bằng cồn với nước ấm không được thì mình phải sử dụng bằng chai dầu gió. Thì dầu gió mình sử dụng là chai dầu nóng Trường Sơn ấy, chai tròn tròn màu trắng ấy. Đấy, mình đưa ít bông vào là mình lau là nó sạch nhé các bạn, nên không hề độc gì đâu, các bạn không lo vấn đề đó nhé. Mình tuyệt đối là không có sử dụng bằng nước tẩy nhé các bạn. Rồi thì giờ mình sẽ vào chi tiết cho các bạn xem cái nồi đầu tiên nhé. Cái nồi đầu tiên là cái nồi bên tay trái các bạn đây, cái nồi 1 lít cao tần áp suất hút chân không màu trắng này. Rồi cái nồi này thì mình mới thử xong đấy các bạn, mình mới nấu thử xong, mình thử nước sôi rồi thì mình đã test rồi, cái nồi này là không bị xì nhé các bạn. Thì thường thường mà khi mà mình thử úp lên đây này, thường thường thì ít khi mình thử lắm. Thì các bạn liên hệ mình á, thì nếu mà giả sử các bạn ưng cái mẫu như mẫu này mình chưa thử gì á, nếu mà các bạn ưng mẫu này mà mình giả sử như mà các bạn gửi địa chỉ cho mình rồi, thì mình quá trình mình nấu thử mà nó bị lỗi gì xì hoặc là cơm không chín ấy, thì mình sẽ chủ động lại liên hệ với các bạn là anh chị ơi, cái nồi này nó bị xì hoặc là cơm không chín, thì bây giờ anh chị xem cái mẫu nồi tương tự này này, nó cũng tương tự, chỉ khác nhau mỗi số series thôi, thì được thì anh chị lấy, còn không có thì anh chị để lô hàng đợt tới thì em sẽ chủ động lại gửi hình ảnh liên hệ cho anh chị để mình chọn. Thì nếu mà khách hàng đồng ý ấy, thì khách hàng đồng ý lấy cái nồi cũng như này mà khác số series hoặc là tương tự như này ấy, thì mình lại tiếp tục vệ sinh rồi nấu thử đấy, rồi mình sẽ gửi nồi đấy ra. Còn nếu mà không khách hàng mà nếu mà cái nồi mà không lỗi gì ấy, thì mình sẽ mặc tình gửi theo cái địa chỉ đó cho các bạn luôn. Vì vậy nên kể cả nồi mình đưa lên đây mà đã thử rồi hay không thử rồi hay chưa thử thì các bạn cũng yên tâm nhé, không bao giờ có tình trạng mà nồi mà lỗi đâu. Thì thực tế thì mình cũng có gặp một vài trường hợp lỗi đấy các bạn, là do những ngày mà nhiều hàng quá thì em mình với mình không có thống nhất được, tức là bị lạc nồi các bạn, bị lạc đơn này, thậm chí bị lạc đơn luôn, và thậm chí là bị tức là cái nồi cần gửi thì không gửi mà lại đi gửi cái nồi không gửi các bạn. Thì khách hàng ý kiến với mình thì mình cũng cho khách hàng, cũng xin lỗi khách hàng và cho khách hàng lựa chọn là khách hàng có thể gửi cái nồi đó vào cho mình, cái nồi nhầm ấy vào cho mình để mình hoàn lại tiền, còn không có thì mình gửi cái nồi khác, cái nồi đúng cái nồi ban đầu của khách ra đấy. Còn về cái vấn đề mà nhầm mà mình trốn luôn tuyệt đối không có nhé các bạn, không ai làm vậy đâu, các bạn yên tâm nhé. Thực ra bây giờ công nghệ số này kia rồi nó có hết online rồi, mình mà làm mình bán 1.000 cái nồi tốt thì cũng chưa chắc ai đã biết đâu, nhưng mà mình chỉ làm một việc xấu là gần như là ai cũng biết đấy các bạn, nên không ai dám làm vậy đâu, kể cả mình hay người khác cũng vậy, mình nghĩ là người ta cũng không dám làm vậy đâu các bạn. Có thể là một vài lý do gì, cái ý kiến trái chiều mà bị như thế nào đó, thì tất nhiên cũng có những người xấu, nhưng mà mình đang nói là đa phần nhé. Rồi mình cho các bạn xem chi tiết cái nồi này nhé các bạn. Cái nồi này mình thử rồi, mình mới nấu thử nước sôi nhé các bạn, mình vệ sinh cũng chưa được sạch lắm đâu các bạn, giòn rất đẹp nhé các bạn, nồi này là không có xì xước gì luôn. Đây này, hơi lem luốc một chút thì mình chưa vệ sinh kỹ mà. Rồi xong đây các bạn,
xong còn khá đẹp nhé, nó hơi nóng. Đấy, còn bóng nhé các bạn, thật sự nó hơi nóng nên mình cầm không được, không ấy được các bạn. Đây, những cái này là cái nước nấu nước ấy các bạn, mới nấu xong thì nước nó hấp lên đây ấy. Đấy. Rồi mặt sau đây các bạn, cái này còn khá đẹp luôn đấy các bạn, còn bóng luôn này, son son sóng, son rất là dày và nặng. Rồi đây các bạn có thấy cái nồi này nó bị lỗi gì không? Đấy, nó bị nứt nhẹ hai bên này các bạn này. Thì cái việc nứt này nó không ảnh hưởng gì đâu nhé các bạn, nó không hề ảnh hưởng gì luôn, nó không hề chịu lực đỡ của son đâu nhé. Đỡ của son là bốn cái chốt này các bạn này, một này, hai này, ba bên cái cạnh này đấy, những cái này là cái đỡ của son, còn dưới này nó không hề đụng chạm gì luôn nhé. Tại vì cái đáy son nó cả nó chạm với cảm biến tới đây này đấy, nó chỉ khoảng bằng này thôi là nó hết rồi, chứ không hề cấn vào đây, nên các bạn không lo là dùng lâu ngày rồi nó đè xuống rồi nó nở ra, nó toát ra, không có đâu nhé các bạn. Chịu lực từ son là cái cạnh này rồi đây, các bạn xem mình để đấy nhé. Đấy. Cái cạnh này nó chịu cái mép của son rồi nên không có đâu nhé các bạn, không ảnh hưởng gì đâu nhé. Rồi mình ghim điện thử cho các bạn xem nhé. Các bạn nhớ ghim điện 100 nhé các bạn. Nồi Nhật thì người ta bảo thường thường là 110 nhưng mà các bạn ghim điện 100 nhé. 110 thì thực tế mình cũng nấu rồi cũng không sao cả, nhưng mà mình sợ nấu lâu ngày ấy nó ảnh hưởng thôi, chứ còn thực tế thì không ảnh hưởng gì. Một vài bữa chắc mình nghĩ không sao đâu, nhưng mà các bạn tốt nhất các bạn nên dùng điện 100 nhé. Rồi về cái video hướng dẫn nồi này thì mình cũng có rồi ấy. Các bạn cứ lên kênh của mình xem, cái dòng này nó tương tự với cái phím này kia, nó cũng tương tự với tô chuông ấy các bạn, nó tương tự nhau nhé, thì mình dùng cũng không sao cả. Đây mình chọn cao trắng này, mình nhấn menu một lần nữa, các bạn nhìn giống 4 số 5 này thì các bạn cứ đưa vào 4 số 5 cho mình đấy, rồi mình nhấn nút nấu đấy, đèn hút chân không này các bạn này, nó đang hút hết không khí trong nồi ra đấy. Thì cái quá trình này nó kéo dài khoảng 10 phút thì nó hút hết không khí trong nồi ra này, bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn ủ gạo như những nồi cao tần khác, ủ hấp nấu rồi nó mới hâm nhé các bạn. Thì giờ về khi các bạn mua cái nồi này về, các bạn chỉ ấn nút nấu là được nhé, không cần cài đặt gì. Các bạn muốn ăn cháo hoặc là hầm xương hoặc nấu xôi thì mình mới cần phải cài đặt lại thôi. Thì mình cài đặt thì mình cứ lên kênh của mình xem là có video hướng dẫn. Tiện đây mình chỉnh giờ cho các bạn luôn nhé, mình đè dưới nút này đấy, giờ đang là, các bạn chờ mình lấy cái điện thoại xem mấy giờ. Giờ đang là 13:30. Đấy, 13:30. Mình ấn hủy là nó lưu nhé các bạn. Rồi. Giờ là đúng giờ rồi. Cái này có pin rồi. Thì các bạn cứ hẹn giờ nấu này kia nó theo giờ Việt Nam nhé các bạn. Đây. Mình quên báo giá. Tí nữa thì quên báo giá đấy các bạn. Cái nồi này bên mình đấy, mình chia sẻ là nó bị như thế này đấy các bạn. Nếu mà nó không bị bầy ấy, thì cái nồi này mình phải bán 2,4-2,5 triệu nhé các bạn. Mà nó bị bầy rồi, nó bị như thế này này các bạn. Cái này thực tế không ảnh hưởng gì đâu các bạn ơi, thật sự là không ảnh hưởng gì luôn, không bị loát ra lâu ngày nó bị nặng hơn hay là ảnh hưởng đến cơm đâu nhé các bạn, không hề luôn. Thì cái nồi này bên mình đang bán với giá là 1,9 triệu nhé các bạn, do nó bị bầy nên mình đang bán 1,9 triệu nhé. Các bạn mua dùng thì nó rất là hợp lý luôn. Nồi này thuộc dạng nấu ngon nhất bây giờ đấy các bạn, nhất nhì bây giờ đấy. Rồi cái nồi này 1,9 triệu nhé, mẫu nồi đầu tiên này. Rồi mình tiếp tục cái mẫu nồi số 2. Mẫu nồi số 2 thì màu đỏ nhé các bạn, nồi 1,8 lít thì nãy mình cũng giới thiệu qua rồi, còn vấn đề bể vỡ là không có nhé các bạn. Nồi này thì mình chưa thử nhưng các bạn yên tâm là khi các bạn nhận thì sẽ không có cái tình trạng mà bị xì này kia đâu, tại vì mình đã xác định bán lẻ cho khách thì mình phải làm những cái điều nó tốt nhất nhé các bạn. Đây cái này mình cũng mới vệ sinh qua nhé các bạn, răng cái này thì nó hơi vàng thì nó vàng, các bạn cũng yên tâm nhé, mình sẽ thử hết cho các bạn, thử vấn đề xì thế bạn, nên các bạn không lo đâu nhé. Đây son đấy các bạn, cái này mình mới vệ sinh xong, đây còn nước này, nồi 1,8 lít, cái này son không có chảy xước, không có bong chóc gì nhé các bạn. Đây son đáy thì nó hơi nhem nhuốc một chút, nhem nhuốc này là cái mảng ấy các bạn, cái mảng kiểu như cái mảng gạo với lại băng dính này kia lâu ngày là nó bám vào ấy, chứ không phải sét gì đâu, cái nồi này không sét gì được nhé các bạn, cái kim loại này không hề bị oxy hóa, không hề bị sét gì nhá.
Rồi, các bạn xem dưới đáy đây. Đây, cái này không bể vỡ gì nhé các bạn. Đây là nồi cao tần hút chân không, nồi cao tần hút chân không 1.8 của Toshiba. Đấy, thì mẫu nồi này bên mình đang bán với mức giá là 2.8 nhé các bạn, 2.8 nồi 1.8 cao tần hút chân không của Toshiba. À, mình ghim điện thử cho các bạn xem luôn. Các bạn cũng ghim điện 100 nhé các bạn. Rồi, mình chọn menu này. Hãy chọn gạo trắng đang chớp này các bạn, mình nhấn menu thêm một lần nữa. Các bạn đừng nấu eco nhé. Nấu eco nó gọi là nấu tiết kiệm điện thì nó không tiết kiệm được bao nhiêu đâu các bạn. Nhưng mà nó làm ra cơm của các bạn không được ngon đâu. Mình đã mua những cái nồi này, nồi cao tần Nhật, cao tần nồi điện Nhật thì mình phải gọi là mình thưởng thức đúng cái số tiền, cái giá trị của cái công nghệ của nó nhé các bạn. Rồi mình chọn chiếc nấu ngon nhất. Mình ấn nút nấu. 65 phút. Đấy. Các bạn thấy nghe tiếng máy hút này. Đấy, cái này nó đang hút chân không đấy các bạn. Thì quá trình này nó kéo dài khoảng 10 phút nhé các bạn. Thì nồi này to hơn thì nó có khoảng 10 đến 15 phút. Thì nó hút hết không khí trong nồi ra thì nó sẽ nấu cho các bạn nhé. Rồi. Thì hai mẫu nồi này, mẫu nồi số 1 màu trắng, mẫu nồi số 2 màu đỏ là 1.8 lít, mẫu nồi số 1 thì 1 lít. Thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Bên mình giao hàng toàn quốc, nhận nồi kiểm tra mới thanh toán. Tất cả đều phải kiểm tra cho các bạn trước khi gửi nhé. Rồi bên mình sẽ bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nhé các bạn. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé. Xin chào các bạn.